Thiên Hương xin chào mừng và quý cô bác anh chị em cùng toàn thể mọi người nhé đã trở lại với kênh YouTube của em Hương này. Thì hôm nay em chuẩn bị làm về cái cắt tỉa cái trái kiwi này, cái quả kiwi này thành cái hình bông hoa cả nhà. Nó tương tự như hôm trước mà cắt cái quả thanh long ấy, nhưng hôm nay là cắt quả kiwi. Cái quả này thì nó nhỏ hơn, quả thanh long hôm trước nó to thì cắt nó dễ hơn một tí, nhưng quả này nó nhỏ hơn là phải cắt ý là cắt tỉa nó cẩn thận một chút, nó lại phá tay. Thế thì hôm nay em đang chuẩn bị cái này là đây cả nhà đây, đây là cái quả kiwi này, quả này quả màu xanh cả nhà. Em đang chuẩn bị cắt cái quả này. Thế cắt cái quả này thì trước tiên thì là cắt như này thì là kiểu cắt kiểu dính sắt cả nhà, kiểu như thế này, kiểu dính sắt như này, nên nên xuống xuống là nó tí nữa sẽ bắt thành vài cắt như thế nào và để cho nó vào sâu lắm bên trong này, để từng 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 múi mình cắt thì đến lúc đó mình bẻ nó ra thì nó biết ra được cả nhà nhá. Đây đây, trước tiên thì cắt như thế này. Dùng mũi dao này cả nhà, em mũi dao này coi như là đưa vào trong trong này, sau đó là lại xuống, lại là từ trên này từ xuống, lại từ bên đây sẽ đi xuống, kiểu kiểu di sắc lên 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 xuống này nhá. Cái quả này thì dùng cái dao nhỏ này, cái mũi nhọn vào trong thì nó dễ hơn này ạ. Như là mình cắt cái từ từ cho vào trong, bắt đầu mình cho nó xuống từ từ thì cái dao này cho xuống, đừng cắt như này luôn nó cắt vào tay nhà nhá. Đấy cho nên là phải làm đấy. Đây cắt sau cắt như nào thì bây giờ thành ra như này cả nhà này. Đấy. Đây có cánh luôn. Đấy, cắt như nào thì vào từ về đưa cái mũi dao vào bên trong và từ vào trong này. Thì sau đó mình bừa nó ra được thành một bông hoa như này cả nhà nhá. Đây, một. Nó xếp vào đây. Đây quả tiếp theo thì cũng như thế. Đưa mũi dao vào từ bên này. Đây là bên này thì cái là mình đã lên lên xuống xuống cái quả cái quy này này. Đấy thì cho mũi dao vào đừng cắt như này. Thì cứ lên lên thường xuống rồi nhá, nó cho nó bật tí nó bật bừa ra là thành được. Đây. Thế em dùng quả cái quy màu xanh này nhá, cái này nó cắt không được. Cắt thêm quả nữa vào nhé nha. Cái quy này thì nó có mấy, có ba loại à, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Em dùng màu xanh cho nó
màu tự nhiên, thiên nhiên. Đã học cắt rồi nhỉ? Đấy. Sau đó thì lấy bao tay này. Đấy cứ thế. Cắt thì là mà mình phải cắt như nào để cho nó một quả mà tách ra được hai là kiểu nó kiểu phải nó kiểu là đều đều như nhau, chứ còn nếu mà cắt thì kiểu dưới trên nó không đều nhau là tí nữa nó thành coi như là một nửa thì cánh dài, nửa thì cánh ngắn rồi ạ. Thực ra thì cắt này thì nó cũng đơn giản, nó không có gì là khó. Quan trọng là dao ở nhà, dao này cẩn thận. Đây, xếp ra đây luôn. Đây muốn cho nó đi xuống thì rõ thịt đi, mình cắt một ít ở chỗ này đi cho nó ý là bỏ nó xuống cho nó à, để xếp đây cho nó dễ. Dễ hơn. Rồi cả nhà, cắt xong rồi thì bây giờ là bày ra đĩa là như thế này. Để cho cái đĩa này nó sát vào đây. Đây cả nhà đây. Sau khi cắt ra rồi thì bày ra như thế này là thành một cái đĩa coi như là trái thanh long hình bông hoa rồi cả nhà. Hai bốn là sáu
cho 5 bên ngoài thì xếp thành 5 cánh bên ngoài này và một nửa bên trong này cho một cánh thành một giữa nữa là thành như này mọi người. Cả nhà thì em hôm nay em chia sẻ về cái cách cắt và về cái trái kiwi và nhá. Thế thì bây giờ em xin dừng video ở đây thôi cả nhà nhá. Thế thì em xin cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn ủng hộ em Thiên Hương cả nhà nhé. Nên chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui này, nên hạnh phúc, bình an, thành công trong cuộc sống cả nhà nhé. Em xin dừng video đây nhé. Hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo cả nhà nhé. Bye bye.